Hello, xin chào bạn và chào mừng bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tin Hay trên kênh Chơi Hay. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục có thêm một diễn biến mới liên quan tới vụ việc Vinsmart bị tố đạo nhái một chiếc điện thoại đến từ Trung Quốc. Bên phía Vinsmart thì khẳng định chắc nịch đó là sản phẩm này hoàn toàn là 100% khác biệt, không giống một chút nào. Chưa hết, Vinsmart thậm chí còn đưa ra thông tin về việc hãng chuẩn bị có thêm một dòng Vinsmart Lite thế hệ thứ hai. Đây sẽ là sản phẩm 100% made in Việt Nam và ngay sau đây là những thông tin chi tiết hơn. Xin mời bạn theo dõi video. Tiếp nối vụ việc Vinsmart Lite bị người dùng tố là phiên bản đổi tên của smartphone Trung Quốc Meizu 16XS. Mới đây, Vinsmart đã chính thức gửi đi những thông cáo chi tiết nhằm giải thích vụ việc này, cũng như là chia sẻ về chiến lược của hãng trong tương lai. Người đưa ra những phát ngôn này là ông Nguyễn Minh Việt, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết bị Di động của công ty Vinsmart. Về cơ bản, phản hồi của Vinsmart về vụ việc trên khá giống với những lời giải thích ngắn gọn được đại diện của hãng này chia sẻ trước đó. Cụ thể, Vinsmart nói hãng này hợp tác với nhiều nhà ODM, tức là nhà thiết kế sản phẩm gốc, chuyên trách trong việc thiết kế điện thoại. Vinsmart và Meizu hiện đang chia sẻ chung một ODM và Vinsmart cũng từng nói trước đó rằng Vinsmart lẫn Meizu là hai đồng sở hữu của thiết kế này và không ai nhái ai. Mặc dù giống nhau về phần cứng, nhưng ông Việt một mực khẳng định Vinsmart Lite và Meizu 16XS khác nhau hoàn toàn về bản chất. Chúng tôi sử dụng những bản vẽ concept đó, điều chỉnh các chi tiết mình cần, thiết kế lại hệ điều hành của máy và sản xuất tại nhà máy Vinsmart với linh kiện được cung cấp bởi các nhà cung cấp hàng đầu. Phần hồn của Vinsmart Lite, hệ điều hành VOS 2.0, trải nghiệm người dùng, thuật toán camera. Do đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Vinsmart tự phát triển 100%, đây là thứ không thể sao chép. Hàm lượng chất xám Việt nằm hoàn toàn trong đó. Ông Việt cho biết đây là hướng đi được Vinsmart lựa chọn trong giai đoạn đầu bởi nó đem lại hiệu quả cao nhất cho mục tiêu hiện tại. Đó là ra mắt nhiều sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong thời gian nhanh nhất. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Vinsmart vẫn đang dựa vào các ODM nước ngoài để thiết kế các sản phẩm của mình. Tuy nhiên trong thời gian tới, Vinsmart đang đặt mục tiêu làm chủ mọi công đoạn từ thiết kế cho tới sản xuất linh kiện, phụ kiện và cả một chiếc smartphone hoàn chỉnh. Tỷ lệ nội địa hóa của Vinsmart kỳ vọng đạt trên mức 60% vào tháng 4 năm 2020. Theo kế hoạch tháng 3 năm 2020, Vinsmart có thể tự thiết kế hoàn toàn tất cả các dòng điện thoại mà hãng sản xuất ra. Chúng ta có thể làm chủ các giai đoạn sản xuất hoàn toàn song phẳng với hãng điện thoại khác trên thế giới. Ngay sau đó vào tháng 4 năm 2020, chúng tôi sẽ tiến hành một bước dài nữa. Vinsmart sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ trọn gói như là một nhà thiết kế sản phẩm gốc ODM cho các hãng điện thoại trên thế giới. Dịch vụ của chúng tôi sẽ bao gồm từ thiết kế, sản xuất linh kiện, phụ kiện cho tới sản xuất điện thoại hoàn chỉnh. Vinsmart sẽ là hãng điện thoại Việt Nam đầu tiên làm được điều này. Chúng tôi đang tiến hành xây dựng 6 nhà máy linh kiện để có thể tăng tỷ lệ nội địa hóa của các điện thoại Vinsmart lên mức trên 60% vào tháng 4 năm 2020. Ông Việt tự tin chia sẻ về việc ngay từ thời điểm hiện tại, Vinsmart đã có sản phẩm điện thoại được thiết kế 100% bởi đội ngũ kỹ sư Vinsmart người Việt. Mẫu máy đó là chiếc Vinsmart Lite 2, thế hệ tiếp theo của chiếc Vinsmart Lite 1 vừa mới trình làng. Ông Việt cho biết đây sẽ là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên của Việt Nam do người Việt thiết kế từ phần cứng, hệ điều hành và sản xuất trong nước, và đó sẽ là một cuộc cách mạng thực sự của ngành công nghiệp sản xuất điện thoại thông minh Made in Việt Nam. Và vừa rồi là những diễn biến tiếp theo liên quan tới vụ việc chiếc Vinsmart Lite 1 bị tố là đạo nhái. Và chúng ta có thêm một thông tin khác, đó là Vinsmart Lite thế hệ thứ 2. Các bạn có dự đoán gì về chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment của bạn ở ngay bên dưới video để chúng ta cùng nhau bàn luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi để luôn cập nhật những thông tin công nghệ mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.